Hello, anh sinh ra để nha. Dịch dương mà nhất dương thì chưa, nhưng mà cũng đang có dự tính như vậy à. Cũng đang có dự tính thì chuyển qua nhà mới á. Dạ chưa anh Hòa Thái ơi, bên em chưa đi hết đâu. Em làm phần chân tóc nè. À, nói sinh năm bao nhiêu là bị bóp á? À, có ai qua Trung Quốc với đi ăn thì có. Dạ có người qua cùng mà. À, vậy Trung với Nhất Trương chưa qua ở với chị Hằng nha. Nhưng mà cũng đang có dự định là dọn qua rồi. Có kế hoạch dọn qua ở chung rồi. Vẫn mong mọi người ủng hộ cho gia đình Hằng nha. Mong là phía ngày 20 này sẽ ổn thỏa cái thứ để mọi người có thể đi sum họp lại với nhau. Giờ chị như mẫu em cũng chưa chắc đâu. Thì giờ vẫn chờ đợi kết quả từ ngày 20 này thôi. Anh Dương ơi, dạ có anh Dương ơi. Hello anh Việt Phi. Dạ cảm ơn những lời động viên của mọi người nha. Em hiện tại thì em ra trường rồi. Bây giờ em làm việc công việc chính là quản lý shop của hàng du mục. Dạ cảm ơn S17 nè. À, 300 mắt rồi đó ta. À, mọi người tối nay 17 giờ tối nay nha, mọi người nhớ qua kênh Hằng nha. Tối nay em sẽ lên kênh Hằng để giới thiệu những sản phẩm này đến mọi người ha. Chưa có táo à, chị tôi chưa có táo à. Nhưng mà chị follow em đi. Chị follow em đi, mai mốt em sẽ lén lén em bán táo trên đây cho mọi người săn cho nó dễ ha. Trời ơi, nói ăn táo cái ê, đừng có mép bà hàng, đừng có mép bà hàng, nói cái là nói cái gì là follow liền ha. Mà thiệt á, nhà đúng rồi, 19 giờ đúng rồi. Mọi người đừng có mép mà hàng nha, 100 kịch từ cuộc gọi nhỏ từ hàng du một đó. Hôm nay anh Hoàng Linh cũng like à? À có nên lấy hay là bị cay với chị Hằng được, bị cay với anh Linh được không ta? Mình lấy nick chị Hằng bị cay với anh Linh nhá. Giờ
Dạ. Yeah.